Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Chào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chung gà. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại cũng như đến với kênh YouTube của mình Celine Family Cuộc Sống Mỹ. Cả nhà ơi, hôm nay hai vợ chồng của mình đi ăn sinh nhật của một người bạn xã của mình tên là Thọ. Hôm nay anh Thọ tròn 50 tuổi, anh Thọ đãi sinh nhật tại cái nhà hàng Ánh Hồng chuyên về bò rau lốt rất là nổi tiếng tại thành phố San Francisco. Hôm nay mình có dịp, có cơ hội tới đây để thưởng thức cái món bò rau lốt này nhân dịp sinh nhật của anh Thọ. Thì tất cả mọi cái thông tin chi tiết về cái nhà hàng này mình sẽ để ở phần mô tả. Mọi người nếu như ai đến San Francisco du lịch hoặc giả là ở San Francisco mà chưa biết đến nhà hàng này, thì khi mà xem được cái video của mình hôm nay thì có thể biết thêm thông tin về cái nhà hàng này và có thể tới đây ăn để thưởng thức cái món bò đó rất là nổi tiếng và một cái thương hiệu Ánh Hồng cũng có tiếng tại thành phố San Francisco nha cả nhà. Và hôm nay trong cái dịp sinh nhật 50 tuổi của anh Thọ thì mình cũng gửi lời chúc tất cả mọi người cũng như là anh Thọ, ai mà tròn 50 tuổi thì hoặc chả là ai hôm nay là sinh nhật thì chúc cho tất cả mọi người sinh nhật vui vẻ và bình an và sống thật hạnh phúc và an vui nha cả nhà. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là mình gửi lời chúc đến anh Thọ và cũng như gửi lời chúc đến tất cả mọi người ai cùng tuổi với anh Thọ hay là sinh cùng nãy với anh Thọ thì sinh nhật vui vẻ ha. Và cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem và ủng hộ kênh YouTube của mình. Mình chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, tràn đầy hạnh phúc, sống lúc nồng thật là khỏe mạnh và an vui. Nếu như mọi người yêu mến kênh YouTube của mình thì xin hãy đăng ký kênh. Mình cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Và bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng xem video với gia đình của mình ha. We'll be right back.
mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Nào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Này hôm mi ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai. Ngồi xuân lại đây mà chiều nào bốn người ra. Đốt là đốt là đốt là bốn người ra. Con ghê mày nó dám lên tiếng thì tao sẽ cú đầu. Cuộc chơi này chẳng có mấy kỳ được sướng đâu. Tại mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ việc thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chẳng sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Này hôm mày ơi quan tâm thì phi ngồi kỹ làm chi mày.